Mẹ vợ em bây giờ cứ gọi điện cho em, khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em ngồi đó em chờ, khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cô. Con chào cô anh. Vân ạ, em chào anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em ngồi. Chào cưng. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh chị á. Dạ. Lời đầu tiên cho phép Đinh Vi Trường xin được gửi lời chào thân ái và những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em năm nay được 36 tuổi, hiện tại thì em đang là ca sĩ. Mời em. Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Thu Hương, em năm nay 33 tuổi ạ, và em cũng là ca sĩ ạ. Hai em đã có em bé chưa? Tụi em hiện tại đang có một bé trai được 16 tháng ạ. Kể cho anh biết đi, hai vợ chồng lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Bọn em thì ngày xưa là cùng là ca sĩ, đi hát với nhau ở ngoài Hà Nội, đi hát phòng trà. Cái thời gian đầu là em biết cô này không biết em. Mỗi lần em đến á, lúc em chuẩn bị hát thì là cô hát xong rồi cô đi mất rồi. Nhưng mà lúc đó là Trường đã hát, đã tham gia chương trình... Chưa, lúc đó là em chưa vào Sài Gòn và em chưa tham gia chương trình Việt Nam Idol. Em cũng để ý cô bé này là làm cùng chỗ với mình, cũng xinh xắn, cũng dễ thương, cũng hát cũng hay. Thời gian sau đó thì tụi em có duyên được diễn chung một cái chương trình đi tỉnh, được đi chung xe với nhau. Và cô ngồi ghế trước em mới có cơ hội để chuyện trò. Với Thu Hương thì em ấn tượng gì nhất ở Thu Hương? Ấn tượng nhất với vợ em lúc đó là làn da. Làn da cô rất trắng. Em thì thích phụ nữ là phải có làn da trắng. Tại vì em cũng trắng. Đã không phải. Hương ấn tượng ở trường là điều gì? Lúc mới đầu gặp anh Trường thì em cũng chưa có một cái ấn tượng gì lắm. Có những buổi mà em hát ở phòng trà, gửi xe ở ngoài, em có nghe thấy một giọng nam hát rất hay. Quay lại sau, giọng giống Lam Trường thế. Ngày xưa Lam Trường là idol ấn tượng của em. Cuối cùng lúc đi vào thì ra là anh Trường. Lúc đó thì bắt đầu em mới để ý đến anh. Cũng là anh Trường nhưng mà không phải anh Lam Trường. Đúng rồi, cũng mà Lam Trường cái thời đó là nổi như bài. Lúc đấy anh Lam Trường, em cũng chỉ nghe nhạc của anh Lam Trường không, và em hát lại hơi bắt chước anh Lam Trường một xíu, mà toàn hát bài của anh Lam Trường. Em hát thử một câu giống Lam Trường nữa. Chị đang bây giờ đề nghị giống như em. Bây giờ thì lại không giống nữa rồi ạ. Cứ hát đi, không cần. Cái bài nào mà em cho rằng nó giống Lam Trường chứ? Cái bài mà em thích nhất của anh Lam Trường vẫn là bài Tình Thôi Xót Xa. Nhưng mà bây giờ em hát thì không thể nào mà giống được như lúc trước em bắt chước, là bây giờ em hát đúng theo kiểu của em. Em hát kiểu em hát đi, còn không là tới anh hát đó nha. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Làm Trường vô nha. Chú trên cao, hoa lá lâm lênh đênh. Nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Hay không? Tiếp Trường này xóa đi để đỡ lại cho anh Lâm Trường giùm chị. Em như kiều đắm say cho hôn ngất ngây, cuộc tình ở dài lâu ngô sâu vòng tay em ai. Hay quá. Lắp trường. Hương nữa, Hương hát cho chị nghe đi. Hương hát cho chị giọng nghe. Giọng Hương hay lắm á. Anh đã nghe lần nào đâu ạ? Thêm một bài nữa đi. Em vợ em hai vợ chồng song ca được không? Vợ em thì là một ca sĩ mà hay hát nhạc nước ngoài, toàn hát tiếng Anh thôi ạ. Thì kể câu cũng được em. Hương hát đi Hương. Bất cứ một bài gì vợ cảm thấy là vợ hát được ngay lúc này thì vợ hát. I love you but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me cool, just like you knew you could. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. Hay quá. Trời ơi, hai vợ chồng thiệt á, coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai mà không ai hơn được ai luôn á. Bây giờ mình vô thẳng nữa cái giai đoạn mà các bạn yêu nhau đi. Dạ. Năm 2008 là em bắt đầu em thi Việt Nam Idol, thì bắt đầu 2009 em bước chân vào Sài Gòn. Chính thức em sống tại Sài Gòn từ năm 2009 cho đến 2014. Nghĩa là khoảng 5 năm là tụi em xa. 5 năm yêu xa. Yêu xa 5 năm luôn. Dạ. Wow.
Coi như là cứ anh đầu sông em cuối sông vậy đó hả Cưng? Ai có thời gian rảnh thì lại bay ra, bay vô, gặp nhau thăm nhau vài ngày. Mà trong thời gian xa như vậy, có những kỷ niệm hay những cái biến cố gì mà nó là không thể quên được á, ở trong cái cuộc sống hai đứa tụi em không? Đối với em thì lúc đó nó là biến cố, bây giờ nó là kỷ niệm rồi. Tức là cô này lúc đó cô ấy sinh viên của trường đại học ngoại ngữ, có thời gian mà đi du học ở bên Trung Quốc nữa. Đài truyền hình Quảng Tây và đài truyền hình Nam Định hay mời cô sang bên đó để biểu diễn vào những dịp lễ, dịp Tết. Mỗi năm cô đều qua đó 1-2 lần để biểu diễn. Thì là năm 2010 bị tai nạn bên đó, đi xe ô tô của đài truyền hình luôn ạ. Trên xe có 4 người bị lật trên đường cao tốc, thì là có 2 người mất ngay tại chỗ, còn 1 người thì là sống thực vật. Cô này thì cô ấy đúng là may mắn thôi, là chỉ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn. Là kính đâm vào người bất tỉnh, xong rồi tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bao lâu mới tỉnh lại? Mẹ vợ em bây giờ mới gọi điện cho em, mà lúc đó em lại đang quay một bộ phim truyền hình trong này. Khi mà em nghe điện thoại là em cũng sốc lắm, bởi vì là mẹ nói là không biết nó sống hay chết bây giờ như nào con ạ. Nghe đến đó là em biết là nặng lắm rồi. Em cố quay xong ngày hôm đó thì em xin đạo diễn là dồn lại tất cả những buổi quay của em sang ngày khác cho em xin nghỉ vài ngày để em ra. Thế là em cũng sắp xếp được công việc, sau đó em ra thì em đi liền sang Trung Quốc. Đi đến Trung Quốc thì sang đó cô vẫn bất tỉnh. Em ngồi đó em chờ, khi mà cô tỉnh dậy thì cô thấy em ở bên giường bệnh rồi. Có nghĩa là mở mắt ra là em thấy trường đầu tiên. Trời ơi, lúc đó cảm giác em sao? Lúc đó thì em nghĩ là em mơ thôi, như là một giấc ngủ dài ạ. Thì em thấy anh ở bên cạnh và thấy mẹ em có hỏi là ố sao mẹ với cả anh lại ở đây. Sau đấy thì bắt đầu em mới biết được là chuyện gì xảy ra. Rồi ở bên đó bao lâu thì mới về Việt Nam? Dạ em ở bên đó 2 tuần ạ. 2 tuần như vậy là trường chắc ở được mấy ngày thôi đúng không? Dạ vâng. Lúc mà anh trường anh đi thì thực ra là có mẹ em bên đó rồi. Cái lúc đó là em đã thấy yên tâm rồi. Yên tâm rồi, đúng rồi ạ. 2 tuần xong em về Việt Nam, em có phải nằm viện tiếp nữa không? Dạ không, em ở nhà mẹ em chăm em. Dưỡng thương bao lâu thì em bắt đầu hoạt động trở lại được? Dạ tầm 4 tháng á. Đi lại bình thường là mất một khoảng thời gian là bao lâu? 1 năm ạ. Một năm, tại vì là bác sĩ có hẹn là 1 năm sau quay sang bên đó để lấy đinh, lấy nẹp trong chân, trong tay ra. Yên tâm rồi, đi lại được luôn. Yên tâm rồi. Thì cỡ chừng chưa được 1 tháng sau, đang đi bộ thì tự nhiên là chân khuỵu xuống. Có người ta không biết, người ta đỡ thì người ta cũng sốc lên thì đúng vào cái phần tay này, người ta kéo tay nó ở đó thì gãy luôn cả tay cả chân, đúng vết cũ luôn. Tức là tháo ốc, tháo này kia nọ đó. Trời thì cái đó nó chưa lành. Cũng có thể. Nên khi mà cọ sát đụng nhẹ là vỡ ra, tức là gãy ở trong nó luôn. Cái lần đó thì... Thiệt, chị nghe kể không? Kể mà em còn ớn á. Thấy đau lần đó. Đó thì em cảm nhận hết. Mọi đau đớn là em cảm nhận hết. Tại cái lần đầu tiên thì là em thì bất tỉnh rồi. Thì mình không biết, đúng không? Ông là đau nhất đó. Vâng. Thực ra là lúc đó em chỉ muốn là nếu mà phải là em thì em gánh hết cho cô. Thì cô đỡ phải chịu đau đớn. Vì em còn có một điều mà đến lúc mà em còn cảm thấy nếu mà mình như vậy mình cũng đau đớn này. Khi mà cô ấy bị như vậy thì là đưa vô bệnh viện cấp cứu ngay. Nhưng mà xui cái đúng ngày đó là ngày 1 tháng 5. Nằm chờ 3 ngày thì mới được bác sĩ về, đi về thì mới được. Trời, 3 ngày trời. 3 ngày trời nằm, cứ nằm nẹp tạm thôi, nằm đó. Chân nó cứ lùng lả lùng lẳng. Thế em mới bảo là mình con trai, mình đàn ông con trai mà mình gặp trường hợp này có khi là mình còn đau đớn nữa. Vậy là giữa cái mà lúc đó với cái đau đẻ đó là coi như đối với em là bình thường luôn, đúng không? Dạ, là đúng rồi. Thực sự người ta nói không gì bằng đau đẻ, nhưng mà cái kiểu của em mà gãy lại là chị nghĩ nó đau kinh hoàng lắm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và tụi em là kết hôn được mấy năm rồi? Hơn 5 năm rồi, hơn 4 năm. Nhưng mà sau, hỏi 4 năm sau thì mới có con. Khi mà Thu Hương lành hết thì dĩ nhiên trên người sẽ còn có những cái vết sẹo. Khi bắt đầu em nhìn thấy những cái vết sẹo đó, thật sự anh đang muốn nghe cái suy nghĩ của em lúc đó. Em nghĩ là anh là đàn ông nên anh rất là nhạy bén trong cái chuyện này. Nó thực sự là em cũng thời gian đầu mà em nhìn những vết sẹo của vợ em sợ, nhìn đã sợ rồi, biết nào nó dài như con rết ấy, nó còn nổi lên nữa, sẹo lồi mà. Xong rồi sờ vào là mình thấy rung mình là lúc đấy em cũng căng thẳng lắm. Em bảo bây giờ chạm vào mà mình còn thấy sợ, em phải cũng phải mất một thời gian dài để em tập làm quen cái chuyện này. Nhìn thấy vết sẹo của người yêu mình mà mình không thấy sợ này, chạm vào nó mình thấy bình thường này, cuối cùng là em cũng làm được. Và bản thân cô ấy lúc đầu cô còn ngại, nhưng bây giờ cô không cần phải che sẹo. Thì lúc tụi em trong cái khúc mắc về tình cảm, sau khi bị lần thứ hai cô ấy lo lắng quá, cô nghĩ rằng cô là người vô dụng, cô ấy sẽ không thể nào cô đi lại được bình thường, sẽ trở thành người tàn phế. Bởi vì cô mất 2 năm là tự nhiên là thành một người không đi làm, rồi là không có thu nhập, rồi là mẹ phải nuôi, cho đến cái chuyện mà vệ sinh cá nhân là cô cũng không tự làm được. Nên cô cảm thấy là cô tự ti và cô cảm thấy cô ấy vô dụng vô cùng. Cô ấy đòi bỏ em.
giải thoát cho em đó, cho em đi yêu người khác đúng hơn mà dễ gì em chịu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của em nó mâu thuẫn lắm á. Lúc đó là rất yêu anh, bởi vì là cái tự ti về bản thân đó, cho nên là em muốn giải thoát cho anh, cũng bởi vì là muốn tốt cho anh thôi. Anh có nói với em một câu cả cuộc đời em không bao giờ quên: em cứ yên tâm, cho dù em có tàn phế cả đời, em có phải ngồi xe lăn cả đời, thì anh cũng vẫn sẽ yêu em, anh vẫn sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời. Tụi em đúng là sanh ra để mà gọi là phải là của nhau. Bọn em lúc đó thì nó có thể là nó là cái biên cố, nhưng bây giờ thì nó là cái kỷ niệm. Ký ức đẹp cỡ mấy mà vô đúng cái format của chương trình là cũng đến phần nhì là cũng phải nói xấu với nhau. Mà thực ra mình nói để làm gì? Mình nói để cho mình hoàn thiện hơn, để cho cái gia đình mình gắn kết hơn. Chứ không phải nói là để mà bươi móc, không phải vậy. Cái mục đích của chương trình là như vậy. Vì tập xấu à? Vợ cứ chia sẻ, vợ chia sẻ cho anh chị, cho mọi người biết là chồng có những tật xấu gì. Vợ cứ nói đi. Anh Trường thì anh ấy có mỗi cái tật xấu mà em hơi khó chịu một chút. Anh ngủ hay ngáy lắm, mà ngáy to. Nếu mà đều thì không nói chuyện làm gì. Cái đó khổ lắm em. Đang ngưng, em tưởng là êm rồi, tự nhiên là ấm một cái. Đúng rồi, là giật mình không ngủ được luôn. Mình không biết em. Nhưng mà dạ, em yên tâm rồi, là không có qua được. Với cả thực ra là khổ lắm, với cả khổ được. Lắm luôn á. Thực ra là bình thường thì ngáy cũng là nhỏ, nhưng mà nhậu về mệt xỉn thì ngáy to hơn nhiều anh. Anh nhậu về ngáy một cái muốn sập cái phòng. Khổ tâm lắm em ơi. Tới mức mà mình buồn một ghi âm lại. Ghi âm lại nghe lại xong cái buồn lắm kìa. Lo lắm. Mà cái gì đâu buồn, cái đó không phải tật xấu. Không, anh rất sợ cái tiếng ngáy của anh làm phiền. Nhưng mà em có biết là sau đó là mình sẽ bị ghiền không? Nếu mà những cái bà vợ á, chị không biết em như thế nào, nhưng mà chồng chị cũng ngáy dữ lắm, nhưng mà giờ không có tiếng ngáy ngủ không ngon. Tại vì á, quen rồi, thành ra là nghe tiếng ngáy là mình đang được bảo vệ, mình đang có người bên cạnh mình. Cái lúc mà chưa lấy nhau á, em không mấy bận tâm đến cái tiếng ngáy đâu ạ. Thậm chí là anh có ngáy to mấy thì em vẫn ngủ ngon. Thế nhưng mà từ lúc mà sinh bé, em lo bé không ngủ được. Tại vì nhiều lúc là anh ngáy to quá bé giật mình. Vâng. Cho anh hiểu sao nha. Hai đứa con anh đó, nó ngủ chung với anh từ lúc sơ sinh đó. Đó. Quen luôn. Từ lúc sơ sinh cho tới bây giờ luôn á. Con em... bí ngô nó cũng ngủ rất ngon khi bà nó ngáy. Nó quen. Tức là vậy nè em, cái gì cũng vậy, nó phải có cái sự thích nghi. Và khi như vậy, tức là giống như mình sống chung với lũ. Là mình phải biết thích nghi với lũ. Giống như bây giờ ba nó không thể sửa được. Bây giờ cái đó nó đâu phải tật xấu đâu mà sửa. Cái đó nó là cơ địa, nó là bệnh. Đúng rồi, nó là bệnh lý rồi. Thì mình phải sống chung với tiếng ngáy. Thì từ từ là thích nghi, sau đó là ghiền. Có tật xấu gì mà nó khác không? Thí dụ như là nóng tính nè, hay gia trưởng nè, hay là lượng thượng. Có gia trưởng không? À, gia trưởng thì tất nhiên là có rồi ạ. Thế nhưng mà cũng vừa phải thôi, đúng không? Có những cái tật xấu cơ bản của những ông chồng, đó là ở dơ. À, cái này thì anh rất sạch ạ. À, có tật xấu là cũng đôi khi thỉnh thoảng là cũng hay hay về muộn, đúng không? Đúng rồi. Nhậu nhẹt đó thì bây giờ em ham vui thôi ạ. Đó là ham vui đó. Ham vui là tật xấu đó. Ham vui là tật xấu đó. Giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em thì em chỉ muốn là anh đi với bạn bè, đi nhậu nhẹt nhé các thứ, thì cố gắng là uống ít một chút, về nhà sớm hơn một chút. Anh uống nhiều nó hay ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì anh ấy bị xoang á. Thì mỗi lần mà anh ấy về anh khó thở lắm. Rồi là ngáy to nữa. À thì tất nhiên ngáy to rồi, nhưng mà anh ấy uống nhiều xong là về cả một ngày hôm sau là anh ấy ngủ bệt luôn. Thực ra thì bây giờ em cũng ý thức được hơn rồi. Lúc trước là vợ mà gọi là em gọi để một đấy, về ngay đây, nhưng mà thực ra là cái về ngay đây nó phải mấy tiếng sau em mới về. Nhưng mà bây giờ thì là em ý thức rồi. Em cũng không hay ngồi lê la cả quá. Hiểu được cái điều mong muốn của vợ thì khắc phục em. Rồi giờ tới em nè, cô ấy có thật xấu gì không? Chỉ là những cái tật xấu nó nhỏ thôi mà em cũng kinh quen đấy. Thí dụ hay quên tai hại lắm anh ạ. Quên gì? Lắm lúc mà cô hỏi em là chồng ơi, đồ trắng này như nào đây, vợ cứ để đấy, chồng tự giặt tay. Thì không hiểu sao ngày hôm sau thì em vẫn thấy cái đống quần áo trắng của em, quần áo diễn của em nằm trong máy giặt rồi, và nó thành màu cháo lòng. Thôi em phải thông cảm, cái vụ đó là do cái sự cố mà ngã xe, tông xe, thuốc mê mà em. Thuốc mê bắt buộc là sẽ phải giảm bớt. Đã vậy còn xanh nở nữa là mau quên. Còn rồi, gì tiếp nữa theo. Bảo thủ. Ấy. Cực kỳ bảo thủ luôn. Bảo thủ mà bảo vệ chính kiến của mình một cái cách gọi là cố chấp. Thôi xong, cãi yêu luôn, cãi cho tới luôn. Thôi luôn. Xong. Còn những gì nữa không? Cô này nói cô bảo em ngủ thì hay ngáy thì cô ngủ hay gác.
gác mà gác mà toàn gác lên lên bụng lên ngực ngày sau thở anh. Hơi nào gác lên tới cổ không? Có lần em ngủ say là gác lên cổ rồi, và xong luôn rồi đó. Lúc đầu thì em còn khó thở, em không quen, bây giờ thì quen rồi. Quen luôn. Lắm hôm em ý thức được là nếu mà em nhậu xong về em ngáy to là em sẽ tự trải nghiệm gì đất em ngủ để không phiền vợ không phiền con. Em lấy gối em ôm, em lấy gối em gác. Nhất định là em phải có một cái gối đó thì thành quen. Nhất định là phải có người gác. Dạ. Rồi bây giờ đến phi trường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thay đổi cũng được mà không thay đổi cũng được, không sao cả. Trong đến giờ này là cũng quá hiểu nhau rồi. Nếu mà thay đổi được nữa thì là quá tốt. Thực ra là thay đổi để tốt cho cô ấy. Bớt bảo thủ đi thì tốt. Bớt bảo thủ cho bớt khắc khẩu, cho nó khỏe đi, đúng không? Dạ. Và em lúc trước là em còn hơn thua, bây giờ là em là thôi em nhịn, thôi cho vợ về nhất. Rồi thôi chị, cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Dạ. Cảm ơn anh chị ạ. Gãy của người ta rồi, em cũng là gãy của người ta. Nói chung là về vợ em không muốn em đi thả tim nữa, cũng tại cái giường mà vậy. Khó quá sức. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng đến từ An Giang. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nữa đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Dạ chào anh. Cặp vợ chồng đầu tiên là đến từ An Giang. Ngày không biết cặp vợ chồng này là đến từ đâu ạ? Dạ em tên là Nguyễn Thị Trinh Nhi. Dạ em đến từ Bến Tre. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 26 tuổi. Rồi còn em? Dạ em là Nguyễn Hoàng Trương, em đến từ Bến Tre luôn. Dạ nay em là 30 tuổi. À Trương và Ni. Dạ. Trương làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là tiếp thị cho bên nhà phân phối xi măng. Nhưng mà các em là đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Bến Tre? Dạ em làm ở Bến Tre luôn ạ. Kể cho anh Thuận, chị Vân nghe coi chuyện tình của các em như thế nào. Dạ lần đầu tiên em với chồng em gặp nhau á là khi đó là chồng em là chú của cái chị ở trong phòng trọ của em. Dạ ảnh là bạn trai của cái người mà sắp chuyển vô phòng trọ của em nữa. Lần đầu tiên em với ảnh gặp nhau thì không có ấn tượng gì hết. Tại vì khi đó ảnh là ghệ của người ta rồi, em cũng là ghệ của người ta. Hai người đều là ghệ của người ta. Vậy thì gặp nhau thì sao nè? Dạ thì gặp nhau khi đó là không có ấn tượng gì hết. Rồi sẵn khoảng sau một năm sau, rồi một ngày nào đó tình cờ em mới kết bạn Zalo với ảnh á. Rồi ảnh mới em nhắn tin em hỏi thăm thì ảnh mới biết là ảnh chia tay với bạn gái ảnh rồi. Thì cái em cũng nhắn tin em khuyên ảnh thôi nhỏ đó cũng tốt này nọ nọ kia vậy đó. Thôi kêu năn nỉ, ráng năn nỉ người ta đi. Rồi không biết vì sao em kêu người ta năn nỉ thì cuối cùng em chảnh quen luôn vậy. Ủa nhưng mà cái lúc đó là cô này còn quen với ghệ người ta không? Dạ lúc đó là vợ em cũng chia tay rồi. Rồi hai đứa cứ ăn ủi qua lại qua lại. An ủi nhau. Cái đó dính là cái chắc rồi, cái là đường mà đường chung ai cũng dính vô. Bao lâu thì đặc biệt mới chính thức là quen nhau? Dạ khoảng từ khi cái ngày nhắn tin qua Zalo đó là khoảng 3-4 tháng sau. Chính thức quen là ngày 26 tháng 12. Lúc đó là hai đứa cũng buồn buồn rồi em rủ vợ em đi uống cà phê. Tối đó thì cái đi lên mình lên trên sân thượng rồi cái nhìn thấy cái bàn bên kia, tại em ngồi quay lưng lại thì vợ em thấy là cái bàn cái sau lưng á là có cũng có thằng cặp đang ngồi nói chuyện với nhau, cái cũng rút vô cái hồi cái vợ em thấy cái vợ em chỉ với em mới quay ra sau cái em nhìn cái em quay lại cái em hỏi vợ em muốn giống vậy không? Rồi vợ trả lời sao? Dạ em đâu có kịp trả lời đâu anh. Là ổng làm luôn. Anh dạ ổng bằng em luôn. Ổng bằng luôn. Lúc đó là em cái phản ứng em sao Ni? Dạ hay đó em thì ở chốn đông người thấy cũng có người, cái em cũng mắc cỡ thì em cũng có đẩy ảnh ra mà em đẩy không có nhiệt tình lắm. Trong cái thời gian yêu nhau đó, là ai là người ghen nhiều nhất? Dạ dạ em ghen có hai lần mà có một lần đó thì nhiều nhất là cái lần đó là ảnh nhắn tin cho cái người con của khách hàng của ảnh á, mà ảnh nhắn tin xong cái ảnh xóa, ảnh không có cho em biết. Cái bữa đó tự nhiên vô tình em cầm điện thoại của ảnh á, em đọc tin nhắn thì em thấy là hai người có nhắn tin qua lại với nhau mà chỉ có hiển thị trong cái ngày đó thôi à. Tại em nghi chắc là ông này có nhắn tin mà ổng xóa rồi. Thì em mới hỏi, thì em mới vô trang cá nhân của người đó, cái em thấy là ảnh nè, ảnh like, người ta đăng cái gì ảnh cũng like, ảnh vô ảnh bình luận khí thế luôn. Trong khi đó em á, là em là bạn gái của ảnh nè, mà em không đăng like. Cái gì ổng có like, nhiều khi lâu lâu mới like được con gái, còn không có bình luận gì hết trơn. Bây giờ còn like không? Dạ hết rồi, nói chung là chị vợ em không muốn em đi thả tim nữa. Cưới nhau là được nhiêu lâu rồi cưng?
Dạ được 1 năm 9 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi anh, được bé này được 9 tháng rồi. Yeah. Không, dạ. Anh muốn hỏi này, trong cái thời gian 1 năm 8 tháng tụi em yêu nhau đó, thì có vượt quá giới hạn không? Dạ không. Không, dạ. Là giữ cho nhau tới cái ngày. Dạ không có, tại em sợ không cưới em nên em đâu có dám. Như vậy là cái đêm tân hôn, cái đêm động phòng chắc chắn rằng là rất là ấn tượng đúng không? Bữa đó thì em cũng tạo ấn tượng lắm. Thì mấy đứa cháu, bắt mấy đứa cháu thổi bong bóng thấy bà luôn. Thổi xong rồi cái tối hôm đó nhậu xong xỉn, hai đứa mệt quá, hai đứa lên giường nằm ngủ tới sáng. Hết sức lãng mạn luôn anh. Rồi đêm thứ hai thì sao? Đêm nay có thổi bong bóng nữa không? Dạ không, đêm thứ hai mình thổi qua cái khác rồi. Mình chuyển rồi, mình không có thổi bong bóng nữa. Bữa đó vui không? Hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Đâu có dám làm gì lớn đâu, ba má ở cái phòng sát bên vậy, nhưng mà cái ở cái mặc dù là chắc tường nhưng mà nó cũng có làm á, nó không có cách âm. Nên cái gì cũng phải nhẹ nhàng chứ không có dám làm cái gì mà nó mạnh hết. Khó chịu không? Dạ cũng một phần lỗi kỹ thuật đó chị ơi. Kỹ thuật đó hả? Dạ. Trời. Cứ vậy má là em xây trước cái phòng, em mua đồ thầy đặt này kia, em mua luôn cái giường mới nữa. Mà cái giường nó cũng hơi có âm thanh quá. Dạ cho nên là cái gì cũng phải nhẹ nhàng. Tại cái giường nữa. Dạ cũng tại cái giường phải vậy. Khổ sức. Bây giờ cưới nhau về rồi, vậy thì tật xấu có bị lòi ra không? Dạ quá trời luôn. Trời ơi. Dạ tật xấu của ảnh, cái thứ nhất là cái em ghét nhất là cái ảnh mê chơi game. Ảnh chơi ảnh vô trận một cái là bắt đầu kêu cái gì ảnh không có nghe. Rồi hoặc là nhiều khi con nó đang khóc á, cái kêu ảnh dỗ giùm em. Cái ảnh mà ảnh đang chơi cái ảnh đâu thèm dỗ con nữa. Để cho nhỏ khóc vậy cái ổng chơi thua cái ổng quạo. Rồi ảnh mê câu cá nữa. Ảnh đi câu cá, nhiều khi ảnh về ảnh đi nguyên ngày luôn, vậy tới tối mới về mà không có con cá nào hết trơn á. Có bữa anh xách con cá thiệt bự, cái em mới hỏi ảnh là ảnh anh dạ, anh không có, anh câu ở sông, anh câu ở chợ. Nhiều khi không biết nữa, nhiều khi đi về mà không có cá thì sợ em la ghé chợ câu hết con cá em cũng không chừng. Sĩ diện nó ghé chợ mua cá đó. Còn tật xấu gì nữa không? Anh có một cái tật. Tật gì? Dạ cái tật ngủ chảy kè. Tới lần đầu tiên em đâu có biết đâu. Cái anh đang ngủ vậy, cái bắt đầu cái ảnh ngồi bật dậy, ảnh húp sọt. Rồi cái em hỏi anh, ủa cái gì vậy anh? Cái anh nói chảy kè. Cái bắt đầu cái ổng mới đi chảy xuống áo gối, rồi ổng phải đi thay cái áo gối, rồi ổng mới nằm ổng ngủ tiếp. Rồi trời ơi, chảy nó mà ướt áo gối luôn. Tại vì cái tật em đó, em ngủ là em thường nằm nghiêng. Mà em nằm nghiêng á, nhiều khi á là cái miệng nó không có khép lại được. Đa số nếu mà nằm ngửa thì không sao, này khi nằm nghiêng ấy, lâu lâu mệt, bữa nào mệt mệt quá cái là cái miệng không khép lại được, cái là xảy ra sự cố. Rồi hai vợ chồng như là thường là tối có ngủ sớm không? Dạ thời gian đầu mới cưới á, thì cũng thường ngủ sớm, tới khi mà có em bé rồi thì ngủ trễ. Ngủ trễ? Dạ. Ngủ trễ rồi thường ngủ trễ rồi trước khi ngủ có tâm sự rồi có thân mật với nhau không? Lúc trước thì anh còn quan tâm nhiều chút đỉnh, chứ từ khi mà có con tới nhà cái ảnh bỏ bê em dữ lắm. Nhiều khi mình nằm mình đợi ảnh mà ảnh không thèm đá động gì trơn á. Lâu lâu cái em nhắc em hỏi bộ anh không thèm em nói hay sao mà không thấy anh xi nhan gì em hết, toàn đợi là em xi nhan anh không à. Rồi đứa chồng trả lời sao? Dạ anh nói anh đôi thừa em, nói em tại em dỗ con xong cái em ngủ mất tiêu rồi đâu có, không lẽ hồi đó thấy em mệt nữa anh không nỡ đánh thức em dậy. Mà trong khi đó là ảnh trong thời gian mà em dỗ con á, ảnh không, hay gì ảnh nói em thì em thức em đợi ảnh ăn này, ảnh không nói gì em ngủ cho khỏe chứ em thức đợi biết chừng nào. Nghe vợ tâm sự chưa? Dạ rồi. Đó, vậy bây giờ sau chương trình này về có cải thiện không? Dạ cải thiện cũng thời gian gần đây rồi anh. Dạ. Hy vọng là sau đêm nay là sẽ còn cải thiện hơn nữa. Dạ em cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ em nè, bây giờ tật xấu của em, vợ là gì? Dạ giờ em cũng nhiều lắm anh ơi. Cái đầu tiên nhất là hơi ở dơ, bề bộn nè, mỗi lần mà đi về cái là cởi cái áo khoác ra cái quăng cái cặp, đồ lấy thay xong quăng cái bịch, mỗi cái mỗi nơi. Rồi cái nữa là lười gọi đầu, nhiều khi em nằm em ôm vợ em xong á, cái tại vì vợ em cũng lùn hơn em, em nôm rồi thì vợ em cũng tới tầm đây à, mình đưa cái mũi mình ngay cái đầu rồi, ngay tầm luôn, đâu có né được. Dạ không có, tại vì theo như ảnh á là ảnh mỗi ngày một ngày gọi ngày nghỉ, còn em thì em tóc ngắn vậy nè, với lại em thấy em cảm nhận là em chưa có dơ nên em chừng nào em dơ mới gọi. Còn gì nữa không? Vợ em thì cứ khoái cái vấn đề hơi ngôn tình chút xíu. Ví dụ như là tối trước khi đi ngủ á là phải là quay qua hôn vợ một cái, rồi nói là xong rồi chúc vợ chúc em ngủ ngon, anh yêu em, làm giống như là trong phim vậy đó anh. Em có làm được những điều đó không?
Dạ có, bữa có bữa không. Là không nhiều hơn có. Mà mỗi lần làm có thấy cảm thấy thoải mái không? Hay là bị gượng ép? Dạ bữa nào vui thì mình thấy thoải mái, bữa nào hơi mệt mệt cái mình thấy nó bực. Nó kỳ kỳ. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ là nhất là tính là bớt gọn gàng lại, bớt cái ngôn tình đi chút xíu, rồi cái nữa là bớt bớt ghen lại nữa. Còn em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ em muốn là ảnh là ảnh bớt cái thời gian mà ảnh chơi game lại ảnh, tại vì giờ thời gian mà ảnh chơi game nó chiếm đa số thời gian ảnh ở nhà, với lại ảnh dành thời gian ảnh cho ảnh chơi với con nhiều hơn, tại con gái là nó mến ba, thấy mỗi lần nó thấy ảnh là nó mừng à. Em mong là ảnh dành thời gian ảnh cho con nhiều hơn chút nữa. Chị thấy vậy nè, những cái điều mà chồng em nói về em á thì có một cái em cần phải thay đổi, còn cái ngôn tình á thì em phải thay đổi. Tại vì cái đó nó rất là thú vị, nó không có cái gì mà để mà cái đó không phải thật xấu. Cái đó là cái ước mong của tất cả những bà vợ trên cái cuộc đời ô trọc này, chị nói. Còn riêng cái vấn đề mà gọn gàng, sạch sẽ là cái điều đó phải bắt buộc em phải. Không một lý do gì, ngay cả vừa mới sinh xong cũng phải là như vậy, là cái điều tiết yếu. Tại vì lúc nào cũng vậy, người mình á, thơm tho nè, gọn gàng, sexy nè, gợi cảm nè, thì là cái thái độ của chồng mình sẽ khác liền. Đó thì cái đó là cái cần thiết nhất em phải thay đổi liền. Còn không á là xài cái model này. Không, xài không, cái model gọi gội rửa đầu thôi. Rửa đầu nó không có rửa được. Trời ơi, cái đầu này cũng phải gọi. Thôi vậy nha. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Dạ cảm ơn chị.